Anh làm cho đi lắm. Tùng bắt cá. Gần không? À. Đủ cái cái chứ chứ cả. Dí vậy một phát. Cậu dí ông Trâm này cháu cho cậu 50. Thôi ra được đây. Cá đến tận nơi rồi mà bắt cũng được. Cậu với ông được là trong cho cậu 50. Nhỏ tay tối mình cái chiều làm vấn đề. Để cá đuối chứ đâu đúng không? Cá đuối. Cá đuối với tôm. Anh ăn cá đuối u cả nhục xâm lanh lên. Nhanh lên ra u cho. Ui cá phi nhỉ. Ờ nhiều lắm u chào nha. Đi vòng kia quay rõ kìa ngu cả. Sao nhảy nhiều mà kích không được nhỉ? Thập á. Thập ma nên sao mà bắt được. Hôm nãy kìa. Kéo lưới lên. Ông Sâm nó bán đầm lên anh Trung. Quất mua luôn. Kích sao mà tôm nhảy sấm mà. Cái gì mạnh bán đầm này á? Tôm chết. Tôm chết sẽ được, tôm không đánh. Một cái đầm này giờ bao nhiêu tiền? Cái đầm như thế này bán thì bao nhiêu tiền đây? Vài chục. Thì con đánh là đặt như vậy. Đi vào góc cái đánh mới lắm này. Cá ông còn nhiều tôm đấy. Này cá đuối ơi, khỏe lắm. Kích thì đánh cá rô phi đâu được. Cậu kéo cái gì? Không, nó đi ăn nhà. Tại kia mà quay trắng cá kìa. Kích ở rìa bờ thôi. Tắt nhá. Thu lại, zoom thường lại. Không tắt thì ra thì quay. Thì zoom thường lại không thích đi đâu đi hay sao tùy. À. Ấy. Bay gì vậy? Con lên này. Đấy, con chê này này, con chê này. À chọn. Đó. Quay ông cho ông lên đi mạng này lúc chỉ xương cái gì. Quay ta nhá, công an nó nhàn đây luôn đấy. Mày bắt mớ ốc này ăn ngon. Đi. Đây.
cá đi lại sao mà hít nổi. Ông Sơn nhá, làm mớ ốc em lại ngon nhá. Không biết ai muốn ăn. Ốc béo chứ. Ốc ào này béo đấy ạ. Bán là thật bán rồi. Bán nữa là hai bát thôi, vậy là mút kè mồm. Đấy. Ôi trời. Việc gì đâu mà nó giật, nó giật hai cái đầu đấy thế chứ. Việc gì cái này nó ra cần dí cả hông nước nó đi được gì đâu. Đầy nhiều ốc này. Ông hớt tôi vài con cá rục phi to lắm. Làm ốc nha. Nhá. Mày thấy ướt rồi có bắt rồi mày bắt làm gì? Rồi vậy để tôi đi làm sao ông? Mày đừng đi gần. Ốc không, làm ốc đi. Sao nó không... Ai đã kiếp nhá. Đấy, chỗ lên. Ai cả có cả tôm đấy. Kéo không phải. Úi, đấy. Đấy, đấy. Đấy. Đấy, xời, nó phì kìa. Rồi chạy đâu còn sâu. Đấy. Đấy đấy đấy. Ui. To đến nhảy mà. Đánh rìa rìa trong bờ chú ạ. Cá này nó toàn rút trong bờ. Chọn 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 chọn. Chọn như là đây. Đấy. Ở mặt bây giờ. Ở ngoài thôi. Mẹ
đấy chú Hai. Ra đây rồi. Ra kia rồi. Đấy, đấy ngay chân đấy. Đấy, chuối. Lỡ rồi mà quăng luôn cái búi lên lên. Tại vì cái cung phát mình cả mỡ luôn. Đấy, chuối. Kích kích gần 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 bờ thôi. Mình đây nó đi quay. Quay. Mình bên này bắt cá. Bò thôi. À, đúng rồi đấy, bên trắng lên nổi lên. Cá luôn vậy. Tôm thôi nhá. Đặt bỏ cá mà vậy luôn. Đặt chuối bỏ lên trên. Có sâm đổ luôn đây, có sâm này. Đổ luôn vào đây này, hết gì mỏi tay. Cá. Cá thêm cá rô phi rồi. Nè, cá rô phi. Cá đói ông bỏ cá rô phi. Không, vẫn có. Chưa bắt được cái gì. Giờ cá đi chứ. Mà đánh kích phải không được đấy nhờ. Không được nó. Ôn lắm. Đây. Bây giờ kích điện tử thứ là dĩ rồi, nổi trước. Dạ. Kích cơ là cái đã hao điện thôi. Ôi, nâng lên giống hòa. À, còn chuối to chưa? Nâng lên giống hòa. Nâng lên giống hòa đi. Tuyên nổi đi đi. Nó nổi quả lâm, à, quả sâm ạ. Cá thì đòi cá nổi mà. Đục nó. Chưa bắt được nó chứ mà. Cái giúp gì? Chuối đâu mà chuối. Chuối. Anh cũng đánh người gần đến bờ ấy chứ. Ông đánh xa bờ thế. Đi ngang đi dọc. Đánh cái rìa bờ ấy nãy giờ. Trắng này là có ngày. Nó thằng luôn giảm hút khô đét cho rồi mà kéo cũng đéo được cá nào. Đúng chưa? Hút ra có cái cá đâu mà cá. Có sợ cá nhiều nhiều. Con nước có cái gì sao? Cái tồi hết đi. Ai đang sợ ốc kia vậy? Còn ưa cá. Cái cá này phải kích mới bắt được chứ kéo bắt à, không bắt được. Bắt vào cùng luôn. Đấy, kéo rồi. Thì thôi. Bỏ lưới. Yeah, cái đoạn đây này xong kéo ngang từ đây hắt vào này. Bỏ lưới này. Kéo dùng hai người ở nè, cái đoạn trong đây xong rồi là kéo từ đây trở ra thế này. Đăng lưới kéo ngay cùng đây thế này. Đúng rồi. Khua, khua, khua trong đây kéo ổng đây thế này. Đúng rồi, đánh trên đây thế này. Còn đánh ở trên đây rồi nó đục nó chạy xuống đây cái là mình kéo lưới ngang đây là được. Chào. Đấy,
đánh về bờ thôi chú Tổng ạ, đánh về bờ này này, tập trung hết về bờ. Không có sợ điện, không phải sợ sợ điện mà đặng mũi là coi như là cúm đấy, có một bên không sợ cái ông Lâm không sợ chết đấy mà. Chết rồi đấy cái đơ mới giật được gái chết bây giờ nó có thật nhở giả chết sao cái này cái lúc nó hồi lại cá này cũng chết cũng đang ngồi đây rồi ấy chết đấy, con này phải là chết nè, con này không chết nhỏ lại đối đi cũng là đờ đây đây coi trong xô là con nào nhỏ chưa lâm rồi lâm rồi tay mà xuống thôi. Để nó kéo lưới đi đây. Nghĩa đang đổi này, đổi sau này, bắt đi sau nghi cả. Nó chết nó nổi, nó kẻ đó, tối nó nổi đấy. Nổi lại hồi. Cô đi bờ, lấy cái bờ lắm đấy. Anh vào đi bờ. Đấy. Nhanh tay lên này kìa, như cái bố lỏn, cái tay gì đó. Ui giời. Đấy. Còn đây còn cái là nhẹ nhẹ vậy nó cuộn nước cái này. Sợ nhẹ nhẹ vậy nó cuộn nước cái này. Đấy ui con cá gì ở to. Giờ sao mày quay ông cọc suốt từ sáng giờ này? Ai chẳng quay ông cọc nữa. Chết chưa. Ui giời. Cạn nước bắt vào chạy tốt. Sầu nước cũng được mình nó trên trường đấy. Đấy, nổi luôn đấy, đấy, cả chuối, cả chuối luôn, còn chuối nằm dưới đây. Còn cái chuối nằm ngay đây. Chuối chết mà, đây này, rồi ôi, đoạn này. À, nước cái thùng kia cái... không à u chào dồn vào khu. Đây lấy đi.
không thích cầm qua đường mệt mà. Lội thì mình lội thêm mệt đi. Không bắt được. Bây giờ bắt rồi. Mấy đứa cầm ra để dừng mấy cái là chắc gì phải bà Nghi bà bắt rồi chắc gì mình thờ không thấy phải. Hả? Những cái đứng đi lần lần đi gần lần đi gần. Ấy, con chuối kìa.